Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Úi rồi, full Venus đi mệnh, đi phòng nào phòng đấy toàn Venus. Khiếp, anh em hơi bị lạm dụng cái con nhân vật Venus đấy nha. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái khẩu pháo phun lửa, đó chính là M45D Black Dragon. Một khẩu súng cực kỳ là khắm lọ. Nếu anh em muốn biết cái mùi mắm tôm nó thời đấy nhường nào thì hãy sử dụng em nó vào chế độ range, bắn một lần thôi, các bạn sẽ cảm nhận được. Ok, thì mình sẽ sử dụng em nó vào chế độ này và cố gắng không phích mạng nhiều thôi. Còn ăn kill nhiều thì khoái lắm. Thì mệnh cây này mà ăn kill nhiều thì đúng là chỉ có kill chùa thôi. Rồi, đối với một khẩu súng shotgun thì những cái ngõ hẹp luôn luôn là những cái chỗ mà bá đạo. Thấy, mới vào thôi có ngay cây táo nó nhét vào mồm rồi. Mình thì mình rất thích ăn táo nha. Rồi, gì đây cưng? Này thì vào này. Gì vậy? Á đủ. Này thì vào luôn này. Hay lắm. Rồi, bạn cứ khinh thường cái khẩu súng shotgun cùi bắp thôi. Bạn ấy thấy tính đấy. Thấy mà mình bắn ra cái khẩu đấy là nó rất là thấm lọ, chỉ có một viên thôi. Nên bạn ấy quyết tâm là lao vào. Cái sự nguy hiểm của bạn thì nó đã không giúp bạn lấy được kinh nào. Chúng ta sẽ cùng lên HL. Tại vì hình như ở cái vùng này anh em luộc hết rồi. Mình thấy team mình nó lùa qua nhà hồi sinh của team bạn luôn mà. Ủa sao lên cũng được này? Thật là hư cấu. Rồi. Úi dồi ôi, cái gì vậy? Bình tĩnh nào bạn ơi. Rồi thấy rồi. Mạnh ghê đấy. Á đủ, người ta chỉ ném quả bom thôi mà nó cũng cấu cho được. Bọn này ghê thật đấy chứ. Rồi, hay lắm. Ngồi đấy mà đục thùng. Nó quyết tâm đục thùng đấy, không cho anh em mình vào đâu. Bình tĩnh thôi. Để xem có thằng nào móc không đã. Bắn thì phải quan sát thôi. Muốn cam cái đường nào thì phải nhìn những cái đường khác để xem người ta lên móc mình hay không. Rồi. Bạn ơi bạn lên đi để mình lên sau nào. Chỗ này đi trước khắm lắm. Trong khi còn chỉ có nửa tiết thôi. Á đủ, còn một thằng. Hay lắm, vào luôn này. Một quả flash được tương vào cái khu vực cao A. Và chúng ta sẽ đi vào. Hẻm A yếu. Á yếu à. Nghe hơi bị kích thích đấy. Đâu rồi? À, này thì yếu đấy, còn là gió này mệnh. Hết cả hồn. Mình cứ tưởng là nó nấp mấy cái khe thôi. Thế đây nào, nó từ trong cái khu vực A nó lao ra như một vị thần. Đấy, thế thì phải nằm xuống thôi. Đen quá à. Rồi chào anh, biết ngay. Mệnh, nãy thấy thằng đi theo mình là mình biết rồi. Rồi 3-0, trận đầu hơi bị ghê đấy. Ăn kiêu chùa mà. Không phải kiêu chùa, đấy là cái lợi mình áp dụng cái lợi thế của cái khẩu shotgun thôi. Vào đây, bố mẹ sợ mày quá đấy. Những khẩu shotgun như này, tuy là nó khám, nhưng một phát là chết luôn mà. One shot on kill. Mình thấy nó cũng được mà, chứ không phải là quá là khám lọ đâu. Nhưng đối với những cái map khác thì không nên dùng. Còn những cái map này thì được. Gì vậy? Hết cả hồn, mệnh. Vừa vừa phải phải thôi bạn ơi. Mệnh, vứt cái đấy làm người ta cứ tưởng thằng nào bắn sau lưng. Rồi cây táo lại nằm xuống. Bạn ơi, cái số phận của bạn thì nó là như thế rồi. Làm cây táo mà cứ để người ta đè đầu cưỡi cổ vặt long các kiểu, hái táo hái hoa đấy. Nó đứng hẳn lên trên cây, nó hái luôn, nó mới chấp, chứ không phải nó dùng cây sào nó hái xuống đâu. Đâu rồi, cứ bình tĩnh là đứng những cái chỗ mà hẹp hẹp thôi, tại vì cái khẩu súng của mình là khẩu súng khám lọ mà. Kiểu gì cũng trên cao A này. Ý mệnh, sao các bạn không xuống cái đường hầm? Á đồ. Ý mệnh. Đấy, bạn lao vào đi. Hên. Đang lên nó ném cái quả flash là mình không thấy gì luôn ạ. Rồi, đấy là cái số phận. Này thì nguy hiểm này. Ủa, không chết này. Ôi. Thật là VL. Rồi, pha đấy mình cái đáng nhẽ mình nên cầm cái khẩu lục mình bay qua, chứ không nên cầm cái khẩu shotgun này. Tại vì nó rất là nặng. Nó nặng hơn những cái khẩu kiểu như là cắm ở khăn máu hay là những cái khẩu shotgun khác. Đấy, nó khám ở là khám ở cái điểm đấy. Nếu mà nó bắn một viên mà nó nhẹ thì ok. Nếu nó nặng quá. Sniper nó lách kịp, nó vẫy tâm kịp. Tại vì chậm mà. Lại đây. Này thì lên cao A. Bố mày cân. Lên đây. Những cái chỗ hẹp hẹp như thế này thì chả sợ bố con thằng nào. Rồi bây giờ nó lại đẩy bom sai B rồi. Sao mình đi đường nào thì nó lại đi đường khác ấy nhở? Hư cấu. Rồi là mình đói nãy giờ.
nay đi bom sai B thì cái đường hầm B thì chả có thằng nào vào. Bây giờ thì vào y một lũ, phải gọi là full team. Hay lắm bạn ơi, để mình lên nào. Từ từ đã, phải check kỹ. Cái khẩu này mà nó bắn xuyên tường được thì tuyệt vời. Hình như là không có ai. À, này đi. Ô, sao cái bọn này đi theo mình nhỉ? Ôi gà mãi cứt, trời ơi. Mình sorry các bạn nha. Mà đấy mình không nên chửi, mà nên mình nên nói thẳng vào mặt chúng nó luôn. Đi mệnh, bắn kiểu đích gì vậy? Em mình một kích giờ. Thế định nào nó đi theo sau lưng mình ạ? Phải chia nhau ra mà đi chứ. Vãi thật, bắn có đi không? Bây giờ có vào bom sai B không để tôi vào A nào? Ê, bọn này bắn kiểu buồn cười thật đấy chứ. Rồi đi vào muộn rồi. Mình trực chờ tụi nó vào hay không thì mình cũng không rõ. Bắn mình đi lẻ mà, nên bắn không bắn với team được thì nó rất là khoai. Tại vì không biết là thằng nào sẽ đi ở cái hướng nào. Rồi bom sai B, bom sai A có hàng rồi. Kinh thế nhở. Tê đích nào. Cô đấy nuốt sạch. Rồi không sao. Tức quá, mình cứ đi bên nào là tụi kia nó lại đi hướng ngược lại. Các bạn ơi, mình đang làm clip cho mình ăn với. Thì mệnh ghê quá à. Đến cái lúc mà nó vào được bom sai rồi thì cái khẩu này nó khoai lắm anh em ạ. Làm gì mà căng. Làm gì mà căng. Hay lắm, lại táo. Mệnh, bạn cứ xác định như thế thôi. Làm cây táo cho người ta vặt. Bình tĩnh thôi. Mình nghĩ chắc là chỉ có một thằng này thôi. Tại vì bọn kia nó chia là đi bom sai A. Mà nãy mình lên cái đường hẻm cao A mà tới đích nào bọn nó không lên nhở? Hư cấu. Rõ ràng là bọn nó tấn cái đường B mà nó hơn mà. Sao lại nó không đi nữa nhở? Pha nó mà đi nữa thì có khi mình lại liếm được nhiều kill. Đây rồi. Chưa kịp bắn luôn. Ghê vậy. Trời ơi, pha đấy mà nó không kịp hết headshot của mình thì có khi lại nó chết trước mình đấy. Tại vì mình bắn xong cái mình lách vào mà. Mình rõ ràng là một cái cơ địa mình ngon hơn nó. Rồi, sắp mặt lờ. Bắn tim như này mà bị mệnh. Bảo sao mà hơn được. Đã thế cầm ngay cái khẩu súng cực kỳ là quý bắp. Cái khẩu này thì nó chỉ canh được cái đường vào thôi. Có vào không bị mệnh. Chứ nó không có thể cân được những cái đường dài. Đấy. Mấy cái thằng này nó chuyên nhử thôi định mệnh. Có vào thì vào, không vào thì cút để cho người ta vào. Cứ đứng nhử cái đường vào mình không biết là nó vào hay không nữa. Rồi nó sẽ đục vào đường này, tiếc quá. Trời ơi, này thì nguy hiểm với bố này. Rồi nó vứt cây quả flash. Vào đây. Vào đây, ô. Trời ơi. Nó đi vào như trốn không người ạ. Cái pha đấy bắn không dính nó. Thật là hư cấu. Và nếu mà đúng cái khẩu shotgun khác thì nó lại chết đấy. Tại vì mình chỉ bắn được một phát, tiếc quá. Tiếc quá đi thôi. Một tí nữa thôi là mình clear được cái băng ở cái đường hẻm lên B rồi. Cái hầm B rồi. Mình ghét nhất là mấy cái thằng mà cứ đi không biết là nó đi vào hay không này. Mình tính đi lên đường sai A cơ. Cái hẻm cao A cơ. Nhưng cái thằng kia thì nó lại cứ... nó cứ không đi vào, nó cứ đứng ở cái giữa cái đoạn đấy mới ghét chứ. Mệnh. Chứ không là mình đi vào luôn thì có khi lại chặn được nó cái chốt đầu. Cái chốt đầu dễ chặn lắm anh em ạ. Còn cái chốt sau thì khó đấy. Cũng dễ nhưng nó mà ập vào đông nó lách thì khó bắn. Cơ bản là mình bắn cái khẩu này chưa quen. Rồi sấp mặt lờ. Hay lắm. Nấp hay lắm bạn ê. Tipo. Còn cái gì nữa mà còn. Nó bắn chết hết rồi. Hay lắm bạn ơi. Mập. What the fuck. Hơi bị giống cái tên của mình ấy. Nhưng mà mình là Y8 mập cơ. Cầm theo cái khẩu D-A-Bone-Bit. Cảm giác dạo này bắn D-A-Bone-Bit hơi bị xuống tay nhỉ. Mình bắn chả giết được thằng nào bằng cái khẩu đấy. Mời em với. Mệnh vào trận rồi mà mời cái gì má. Đùa. Bình tĩnh thôi, mình sẽ nắm bắt được cái bài của đối phương để có thể bắt được người. Đấy, đứng đây ke cửa thôi, chỉ cần một cái tia người, một cái bóng người nó lách qua thôi. Thì mình sẽ thấy được. Và cả team nó phải nằm xuống.
cây táo lại chết, hai vừa lở. Thế thằng đấy chưa là phích mạng rồi, ghi thật đi. Đúng là chuẩn bài cây táo mà. Rồi đứng đây là mắc chuẩn bài luôn, chỉ cần thằng nào muốn vào solo là biết mùi ngay. Đâu rồi, mình nghĩ là C4A. Từ từ bạn ơi, mình lên liếm với. Làm gì mà căng. Úi dồi, nhanh vậy. Tới đây nào, mình mới thấy nó kill được một thằng team mình. Thế là thằng team mình nó vào nó lùa shake team người ta. Bạn ơi, bạn ăn vừa vừa thôi, kẻ lòi mồm đấy. Mình thì không có thuốc giải đâu, mình thì toàn thuốc độc thôi. Bạn mà lòi mồm thì ăn thuốc của mình vào thì nó lại càng lòi thêm thôi. Rồi hay quá, nên cái quả khói làm cái gì thì không biết. Để cho người ta mất phương hướng chăng. Đấy, cái bài bom sai B kiểu gì nó cũng xua bom sai B này, chắc chắn luôn. Tại vì A sắp mặt nãy giờ mà. Ơ, sao lại không xuống B? Thôi xong rồi, bọn này nó không xuống B. Đợi lâu như này nó không xuống B rồi. À, mới lấy qua. Cảm giác như mới lấy qua. À, đây rồi. Đôi giày. Đôi giày. Gì đây? Gì đây? Ơ, nó lấy từ cái đường nào ấy nhở? What the fuck? Đó là mình thấy cái bóng người lách qua rồi, nhưng mình không biết là team mình hay là team người ta, hình như là team người ta ấy. Nó lách vào trong này và nó thấy cái thằng team mình lòi cái mặt